Bắp chào cả nhà mình. Hiện tại thì Bắp đang ở trong khu vực rừng núi. Cách đây 7 tháng trước thì Bắp có chia sẻ một hoàn cảnh của một chị gái đang nuôi một em nhỏ. Số phận của chị thì rất là nghiệt ngã luôn. Chị có hai đời chồng, nhưng mà hai người chồng của chị đã qua đời rồi. Rất là thương luôn cả nhà mình. Lúc đó Bắp đến thăm hai mẹ con của chị. Chỉ hỗ trợ cho gia đình chị một ít tiền nho nhỏ thôi. Tại vì ngân quỹ của Bắp rất là ít, cho nên không hỗ trợ được nhiều. Ngày hôm nay Bắp xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân quay trở lại đây để giúp đỡ và hỗ trợ cho hai mẹ con của chị một chút ít, một phần quà. Hoàn cảnh của chị thì ở trên này rất là cực khổ, rất là đáng thương luôn cả nhà mình. Giờ Bắp mời cô chú anh chị mình vào bên trong nhà để thăm hai mẹ con của chị nha. Bắp đi ra ngoài này để quay phong cảnh rừng núi cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình ơi, ở đây có một cây điều nhỏ nè. Mùa này là chuẩn bị vào mùa điều rồi. Đổ trái rồi cả nhà. Đây là trái điều cả nhà mình. Ở trong miền Nam người ta gọi là trái điều. Ở miền Trung Bắp á gọi là cây đào lộn hột. Nó có cái hột nằm phía dưới này cả nhà mình. Đi giữa trưa nắng mà ăn cái trái điều này cũng rất là đã khác cả nhà. Trái điều này kho cá ăn cũng rất là ngon. Đã chưa cả nhà mình? Ở trên này cũng có nó nè. Nhà của chị gái thì nằm ở phía bên trong kia. Giờ này là giấc trưa rồi cả nhà mình, đúng 12 giờ trưa luôn. Nắng rất là gắt luôn cả nhà. Người dân họ có cột mấy chú bò ở ngay gốc cây điều cả nhà mình. Phía trước màn hình nhỏ cả nhà được thấy đó là căn chòi bé nhỏ của hai người con chị. Xung quanh ngôi nhà thì có những cái cây lá buông. Cái lá này người dân đồng bào họ thường chặt xuống để làm cái mái nhà. À, bên trong ngôi nhà Bắp có nghe tiếng thầm thì của em nhỏ. Đó là con trai của chị. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Em chào chị. Dạ, dạo này hai mẹ con của chị khỏe không? Khỏe. Chị có còn nhớ em không nè? Nhớ chứ sao? Nhớ hả? Dạ. Nhưng... vui quá. Nghe nói nhớ vui quá. Buổi trưa này thì hai mẹ con của chị ăn cơm chưa chị ha? Ăn xong rồi. Ăn xong hả? Dạ. Hôm nay là hai mẹ con chị ăn cái món gì đây? Ăn cái món mít đó. Ăn cái món mít này hả? Là mình nấu canh hả chị? Nấu canh. Nấu canh ăn cơm. Ừ. Dạ. Đây là bé trai nhỏ của chị nè cả nhà mình. Cặp mắt của bé thì Bắp thấy bị tật. Con trai. Con trai. Con trai nhìn chú cái chú vui coi. Con trai dạo này khỏe không? Đỡ hay giận khỏe. Hả con trai cưng? Con trai tên gì nói chú biết được không? Ừ? Ít nói hả chị ha? Dạ, với lại một phần là thấy em lạ. Chị ơi, chị đeo giùm em cái micro nha. Chị ơi, chị có thể chia sẻ sơ qua một lần nữa về cái hoàn cảnh của chị cho cô chú anh chị trên kênh của em biết được không? Là trước tiên cho em hỏi là chị tên gì chị ha? Ừ. Chị tên gì chị? Cá tơ thì nhớ. Dạ? Cá tơ thì nhớ. Cá tơ thì nhớ. Ừ. Dạ, chị gái năm nay nhiêu tuổi chị gái ha? Được, ta sinh 80. Dạ, chị sinh năm 80. Ừ.
chị có phải là có hai đời chồng đúng không? Ừ. Dạ. Đời chồng thứ nhất của chị á là đã qua đời. Ừ. Nguyên nhân như thế nào mà chồng của chị lại qua đời vậy chị? Chị không biết, lúc nó bỏ chị nó ở với cha mẹ nó, chị không biết. Bỏ đây là chết luôn, chị không biết nữa. Bỏ nhau rồi ở với cha mẹ nó. Dạ. Ừ. Tức là chồng đầu của chị sống với mình không hợp, rồi chia tay. Chia tay sau đó là mình nghe thông tin là chồng của chị mất luôn. Nhưng mà không biết là nguyên nhân như thế nào mất luôn hả? Ừ. Dạ. Bắt đầu sau này á là chị tiếp tục lấy một người chồng thứ hai. Ừ. Đúng không chị? Đúng. Dạ. Người chồng thứ hai là hai anh chị là có một đứa nhỏ này đúng không? Ừ. Có một đứa này. Dạ. Rồi như thế nào người chồng thứ hai của chị lại qua đời? Chị có biết không? Chồng lần trước qua đời, chồng thứ hai đâu có qua đời đâu. Nó đi làm đi mất rồi. Nó bỏ chị. Ba thằng này nè. À. Vậy là bắp nhầm cả nhà mình. Bắp xin lỗi cả nhà mình nha. Đời chồng thứ hai là không có mất. Ừ, bỏ. Ơi, em quên. Em xin lỗi chị nha. Vậy là cũng không hợp nhau rồi, thôi nhau bỏ nhau luôn. Ừ. Ê, mắc bệnh. Là ông bỏ chị, ông đi mất tiêu luôn hả? Ờ, mất tiêu không về nữa. Là được bao nhiêu năm mà chị có nhớ không? Nhớ chứ. Lúc bố năm năm biết rồi. Cô đây là 5 năm nay rồi. 5 tuổi 5 nay rồi. Chắc nữa đi bố đó là bố chị 3 năm. 3 năm? Ừ. Tại vì con chị 5 tuổi rồi. Dạ. Ông chồng thứ hai á, là ông bỏ hai mẹ con của chị đi biệt tâm biệt tích luôn. Ừ. Chị ở nơi này là chị không nghe tin tức gì luôn hả? Ừ. Không thấy ổng về ổng thăm con luôn. Không. Dạ. Theo em nhớ không nhầm là người chồng thứ hai của chị có phải là người Kinh không? Người Kinh. Người Kinh hả? Ừ. Dạ. Khi mà hai anh chị quen nhau, hai anh chị có cưới hỏi gì không? Đâu có cưới hỏi đâu. Dạ. Ừ. Mình thương nhau, mình quen nhau là mình ở với nhau thôi. Ừ. Dạ. Bỏ đi cũng mấy năm nay rồi. Hiện tại bây giờ là chị có quen ai không? Không. Chị có muốn lấy chồng nữa không? Không. Không hả? Dạ. Biết nhỏ này thì chị có cho đi học không chị ha? Có chứ. Dạ, học lớp mấy rồi chị? Học mẫu giáo. Học mẫu giáo hả? Ừ. Dạ. À, mới có được mấy tuổi mà đúng không? Ừ. Mà cho 5 tuổi. Dạ. Chuẩn bị bước vô lớp 1 rồi. Hai mẹ con của chị là ở trong căn nhà bé nhỏ này. Ừ. Dạ. Buổi chiều mình có xuống dưới làng không? Không. Không hả? Ở trên đây luôn hả? Rồi bao lâu chị mới xuống làng một lần? Lâu về một lần. À, lâu lâu về một lần. Khi nào hết gạo mình mới đi về. Mới về mua gạo lên lại hả chị ha? Ừ. Dạ. Cha mẹ của chị thì vẫn còn đầy đủ hả chị ha? Ba chết còn mẹ. Ba mất hả? Ừ. Còn mẹ già. Con mẹ già. Dạ. Hiện tại bây giờ thì mẹ già của chị bao nhiêu tuổi và được ai chăm sóc? Ở với em út. Dạ. Ở với em gái hả chị? Em gái. Dạ. Em gái chăm sóc mẹ già. Sao con trai? Chị có tiền mua sữa cho bé uống không chị? Có tiền thì mua uống, không có sữa, không có tiền thì lúc có tiền mình mua cho nó uống, không có tiền thì thôi. Dạ. Chị là chị có nhà dưới làng không? Có. Dạ. Nhà của mình là mình tự kiếm tiền xây cất hay là như thế nào chị? Nhà nhà nước. À. Nhà nước làm trên 67. Dạ. À, nhận được một nửa, gia đình một nửa. Dạ. Đó là căn nhà tình thương của chương trình 167 của nhà nước hỗ trợ cho gia đình mình hả? Ừ. Dạ. Đi chào. Bữa đó là chị về 8 triệu, cô nhận được là mấy triệu không biết bữa đó. Đi chào. Dạ. Hai mẹ con của chị á ở trên này. Ừ. Là cuộc sống hàng ngày chị làm công việc gì để chị kiếm tiền mà nuôi con rồi mua gạo thóc mắm muối này kia? Thì có lúc là người ta kêu đi làm thuê làm mướn thì mình đi làm. Người ta không kêu thì mình làm rẫy của mình.
rồi là chăn bò. Làm rẫy là làm cái gì chị, trồng trọt hả? Làm rẫy là mùa nắng nè, mình đi dọn trên núi hoặc là mình dọn ở đây. Mình dọn chân nào mưa mình làm á. Mình cầm cái nĩa rồi mình chọc trong bắp á gì á. À, có nghĩa là mùa nắng mình dọn cỏ này kia cho sạch sẽ. Rồi khi vào tháng mưa á. Con trai, con trai. Nè, con trai đừng có quậy nha. Để chú nói chuyện với mẹ xíu nha. Vào tháng mưa thì mình sẽ gieo mấy cái hạt bắp xuống mình trồng. Phải vậy không chị? Dạ. Rồi chị có làm công việc gì khác nữa không? Đâu có công việc gì đâu, làm chăn bò này, làm rẫy, làm cái gì đó. Chăn bò? Bò là bò của nhà mình hay là như thế nào? Bò người ta cho nuôi rẻ. À, nuôi rẻ cho người ta. Dạ. Nuôi rẻ là mình đâu có lương tháng gì đâu đúng không? Không có lương tháng. Rồi chủ có hỗ trợ gạo thóc mắm muối cho mình hàng tháng không? Không. Không luôn. Bò người dân tộc ở đây người ta cho nuôi rẻ. À, bò này là của người đồng bào mình hả? Ừ. Chứ không phải người Kinh. Ừ. Dạ. Người ta cho nuôi rẻ xong rồi là để còn lần thứ nhất á, người ta cho mình á, để lại lần thứ hai người ta đem hết cả mẹ cả con á. Dạ. Chị chăn được nhiều không? Mấy con? Bốn con. Bốn con hả? Năm con nghe kìa. Rồi không có tiền, rồi tiền đâu chị mua gạo chị ăn? Đi làm thuê là mua có bao nhiêu thì mình ăn bao nhiêu. À, đi làm thuê. Đến lúc người ta kêu á, người ta cần á, là người ta thuê mình làm. Kiếm tiền, mình dành cái số tiền đó mua gạo mình ăn. Là người ta kêu mình đi làm cò mía hoặc là hoặc là 2-3 ngày, ít nhiều lắm 1 tuần gì đó. Làm hết thôi, không có việc làm. Dạ. Ừ, ông quậy ghê chưa? Ông la gì vậy ông? Ông nhỏ ông la gì vậy? Lì lắm hả? Cười. Cô này là lai người Kinh đúng không? Dạ. Trước là chị dụ người Kinh đúng không? Chị dụ người Kinh hay là ông dụ chị? Đâu có dụ ai đâu. Đâu dụ ai? Là tình yêu xuất phát từ hai trái tim đúng không? Đấy, dần là chặt. Thường ngày á là hai mẹ con của chị ăn cơm với lại cái món gì vậy chị? Có món ăn canh mít đó chứ ăn gì? Ăn canh mít hả? Ừ. Dạ. Cho em xem thử được không? Cho em lục lọi xíu nha. Có sao không á? Không có gì hết. Dạ. Đúng là canh mít luôn cả nhà mình. Canh mít nấu chung với mì tôm làm canh ăn cơm hả chị? Này là cơm cả nhà. Mít để sẵn luôn nè. Ủa, nhà còn có miếng gạo này hả? Trời ơi, thương vậy. Còn đúng như đây luôn. Như đây được hai chén gạo cả nhà mình. Nhà hết sạch gạo luôn. Hết sạch rồi. Mình là mình mua gạo ký để ăn đúng chị ha? Ừ, mua từng ký. Dạ. Mua 10 ký. Không có gì ăn, không có cá khô ăn luôn hả? Không có cá khô. Khổ dữ vậy? Khổ chứ. Đâu có dạ. Việc làm đâu, có tiền. Xôn. Căn nhà này của mình đó là chị tự làm hay là ai làm cho chị? Chị bữa đó chị đi chặt ai làm là kiểu em kêu em trai của chị làm. Dạ. À kêu em trai phụ làm. Phụ chị làm một mình chị. Ngôi nhà này ở được lâu chưa? Lâu rồi. 2 năm nay rồi. 2 năm. Dạ. Khi mà vào tháng mưa là có bị dột vào bên trong ngôi nhà của mình không? Có ở bên được. Trên mái nhà em thấy có lợp lá buông đúng không? Ừ, lợp lá buông. Cái bị giọt không chị? Không có giọt nhưng mưa nó tắt cho đây. À, nó tạt. Nó tạt bên bên mấy vách nhà đúng không? Bên hông nhà đúng không? Đúng chứ. Dạ. Do nó tạt. Sao mình không làm kính lại một chút xíu? Mình lấy cái lá buông á,
mình lợp cho nó kín lại khỏi bị mưa tạt. Mình làm thế nào nữa làm nó được rồi. Dạ. Bên trên kia là có một chiếc đèn năng lượng mặt trời ha. Là ai hỗ trợ cho mình vậy chị? Không biết tin bữa đó tin gì đó, cho chị một cái. À. Quên tin rồi. Là cũng người ta cho đúng không? Ừ, người ta cho. Dạ. Chị làm gì có bóng đèn. Ban đêm chỉ có hai mẹ con thì chị ngủ chị có sợ không? Đâu có sợ, đâu quen rồi. Quen rồi hả? Ừ. Ở đây lâu rồi, sợ cái gì? Dạ. Đâu có thấy cái gì đâu mà sợ. Đi chăn bò rồi có đi lượm phân bò không chị? Có chứ. Có hả? Ừ. Có lượm phân bò chứ. Nó hết đi các. Cũng là mình trải chiếu này ra. Ừ. Mình nằm đại thôi. Ở trên này á chị. Nước mình uống á, nước mình sinh hoạt thì mình lấy ở đâu chị? Dưới kia. Xa không chị? Xa chứ. Lấy dưới suối hả? Múc nước sinh hoạt. Nước sạch đó. Nước sạch hả? Ừ. Là ở đâu? Ở dưới làng hả? Ở dưới làng. À. Chở lên đây uống. Chị là chị chở nước lên bằng cái phương tiện gì? Bằng xe. Bằng xe hả? Ừ. Xe đạp hay xe máy? Xe máy. Dạ. Ừ. Xe máy mua hả? Mua nhiều tiền không? Xe về chị mua bao đó là 5 triệu. Mua cũ hả? Cũ 5 triệu. Mua mấy tiền đâu mua mấy. Mua cũ đi đại tạm tạm. Sao dành dụm được số tiền 5 triệu hay vậy? Bữa lần trước chị đi vay bữa. Vay mua bò một con. Đi vay tiền hả? Vay ngân hàng. Vay ngân hàng? Vay 30 triệu. Dạ. Vay 30 triệu là mua bò một con nghe với một con mé. Dạ. Mẹ một con, nghe một con. Rồi dư tiền mua xe luôn? Dư tiền mua xe 5 triệu. Làm liều vậy luôn hả? Rồi trả nợ hết chưa? Chưa trả hết. Còn 2 năm nữa mới hết dài hạn. Còn thiếu bao nhiêu nữa? Còn 3 năm nữa hết dài hạn. Ý là hiện tại bây giờ còn thiếu tiền ngân hàng bao nhiêu? Nhiều không? Nhiều chứ. 30 triệu. 30 triệu? Trời ơi, bà gan thiệt chứ. Bà dám vay tiền, bà mua bò, bà mua xe luôn. Mua bò tại vì ở nhà không có bò. Tại vì bò người ta cho nuôi rẻ không mà. Dạ. Tại cho ba con là mua một con, người ta đem. Để lần thứ hai người ta cho một con mấy à. Dạ. Còn để lần thứ hai người ta đem cơm mẹ cả con luôn, không có bò nữa. Chị ở trên này từ lúc đó tới giờ có ông nào cũng qua, ông cua, ông ghẹo chị chưa? Không. Không ai tới không ghẹo không hả? Không có ai, không có người kinh, không có người dân tộc. Mà ở trên này vắng quá ha. Tao có người nhiều. Lưu thư thấy có mấy cái nhà. Rồi tính ở vậy là đến cuối đời luôn. Chắc không quá? Chắc. Biết gì mà em cũng chưa biết. Chưa biết hả? Chưa biết. Chưa biết cuộc đời nó sẽ ra sao đúng không? Ngày nào thế nào mình chưa biết đâu. Nhà chị có nuôi gà nuôi heo gì không? Có, nuôi gà một con, gà mẹ kìa. Nuôi gà có con hả? Ừ. Đang ấp tấn kia một con, chỗ có cái... Rồi có nuôi heo không? Không có heo. Không có heo hả? Ừ, không có gì hết. Mỗi lần chị đi làm thì con của chị gửi cho ai? Gửi bà già. Gửi cho bà ở nhà trông coi. Ừ. À, con bò cột ở đây là bò của ai chị? Bò của chị. Bò của chị luôn hả? Hay là bò chăn rẻ? Bò vay tiền mua. À, bò vay tiền mua con này hả? Ừ. Con này bao nhiêu? Con này với con kia kìa, con mẹ kìa. Dạ. 25 triệu. 25 triệu hả? Ừ. Mua 25 triệu hả? Ừ. Còn 5 triệu dứt cái xe luôn. Ừ. Có hay bị hư giặt không? Hư chứ, xe cũ hư chứ. Sửa riết hả? Sửa. Mua xe mấy tiền đâu mua nổi. Dạ. Ủa, ông nghịch thì có chứ. Lưu, hoa tự đằng vàng đấy.
Con có xe đi bộ đến núi đâu xa lắm. Dạ, từ đây xuống làng xa lắm đúng không? Xa lắm. Đi xe cũng hít xăng chứ. Dạ. Chạy lên chạy xuống mà. Chị ơi, đi ra ngồi này xem vòng vòng xung quanh ngôi nhà của chị, quay cho cô chú xem ha. Mỗi lần đi lấy nước là lấy một can 20 lít này về á hả? Để dành uống á hả? Nấu ăn luôn đúng không? Đây nấu ăn luôn ba cái. Dạ dạ. Bếp lửa nấu nướng thì ở đây. Nước đừng cho gà uống. Mít này là mình hái ở đâu? Hái rồi bà già kia. Dạ, đi xin ta hả? Xin bà già. Dạ. Sao cục con bò ngoài nắng tội nghiệp nó vậy? Cục chỗ đó đó, chỗ đó mát mà. Dạ. Trời ơi, trên này khổ quá ha. Đâu có cỏ đâu cho nó ăn. Không có cỏ, cho ăn rơm. Cho ăn rơm hả? Rơm mình mua hay sao? Rơm của bà chị, người ta cắt lúa, người ta kêu chị đi cắt lúa cho người ta cho rơm. Dạ. Ở trên này chị có biết ăn lá đu đủ không? Có chứ. Một cây á. Có biết ăn lá chuối không? Lá chuối mình đâu có ăn được đâu, mình ăn lá đu đủ thôi. Ủa ăn không được hả? Trái nó ăn được chứ. Ôi, ở đây có hai cây buông đẹp quá ha. Bự ha. Trong cái gùi đó gà ấp trứng. À, bò này là bò mẹ, bò của chị đúng không? Sao không cột cái con bò con lại gần đây nè? Cho nó mát. Cục có đây này mát mà. Rồi tôi đang kiếm thật. Có cục gà đang ấp trứng trong này. Rồi thôi chị, tôi đang mang gì. Ui, bên này có cái ụ mối to đùng luôn. Rồi tôi nhà giờ cái lại bà tôi vậy. Thôi nó lại bà tôi vậy. Nơi đây sơ sát quá cả nhà mình. Hôm nay em quay trở lại đây để thăm gia đình chị. Em xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp sức cho gia đình mình. Tặng cho gia đình mình một ít quà. Dạ, để gia đình mình đỡ khổ một phần nào đó trong cuộc sống nha. Dạ, cái số phận và cái hoàn cảnh của chị gái rất là nghiệt ngã, rất là đáng thương luôn cả nhà mình. Bây giờ chị là chị một mình nuôi con, là mẹ đơn thân. Xem như con của chị là mồ côi cha luôn cô chị ha. Rất là thương luôn. Thì khi mà nghĩ về cái số phận của mình á, chị có một cái cảm giác như nào chị có thể chia sẻ với em được không? Em chắc khổ nha. Dạ. Chắc khổ chứ làm gì đâu có việc làm, đâu có làm được cái gì đâu. Dạ. Người con khổ, cái nào cũng khổ hết. Dạ. Mình cảm chị anh vậy. Mình thấy cuộc đời của mình nó bạc bẽo quá hả chị ha? Bằng ai lúc bằng chứ. Không. Thôi bây giờ em xin cô chú tặng quà cho hai mẹ con chị ha. Dạ. Em có mua cho gia đình mình là 25kg gạo. Em bỏ sẵn ở trong kia rồi, một bao 25kg á chị. Tại vì nặng quá em bê. Vừa quay phim vừa bê thì bê không được. Em bỏ trong đó trước, tặng cho hai mẹ con của chị để dành ăn ha. Đây, tặng cho chị một thùng mì. Ta gồm pha pha mẹ bút xuống. À, tặng bánh cho con trai nè. Đó. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú à. Cảm ơn ai? Đấy, cảm ơn chú đợi nha. Rồi, giỏi. Cảm ơn chú mà cảm ơn ú, cảm ơn ú. Rồi, xé bánh cho con trai ăn luôn đi. Tặng cho con hai bịch luôn. Đó, đã chưa? Cảm ơn quá. Để dành ăn ha. Mắt của bé bị tật lâu chưa chị? Từ nhỏ luôn. Từ lúc mà mới sinh ra hả? Từ lúc sinh ra. Dạ. Đưa bé đi bệnh viện lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Không tiện đi. Bé còn nhỏ có bảo hiểm xuống bệnh viện chữa bệnh miễn phí mà. Đâu có tốn tiền đâu. Hả? Không có tiền ăn tiền uống. À, không có cái chi phí đi lại hả?
Rồi để vậy luôn. Để vậy luôn. Ôi. Tặng cho hai mẹ con chị một ca xúc xích 50 cây. Đó. Cảm ơn. Để dành kho ăn cơm nha, có cái ca uống nước luôn. Chị thấy tiện lợi không? Chị có biết uống trà không ta? Biết chứ. Biết hả? Tặng cho chị trà để dành uống ha. Dạ. Mình uống nước suối á là mình phải về mình nấu sôi nha, nấu sôi để nguội mình uống nha chị nha. Để con chị bệnh đó. Con thì tao cũng uống nước trà rồi. Hai bịch bột ngọt lớn luôn. Đó, để dành đêm canh. Hai bịch muối bột canh. Đó, chị thích không? Thích chứ. Dạ. Một chai nước mắm. Hai chai nước mắm luôn. Đó, nay mình có nước mắm mình ăn rồi. Hai chai xì dầu luôn. Một lớp chao để ăn cơm, chị biết cái này không chị? Chị không biết, chị chưa ăn bao giờ đâu. Chưa ăn bao giờ luôn? Ừ. Cái hũ chao này á là mình dùng để ăn cơm. Ừ. Ăn thế này luôn hả? Dạ, mình múc ra một miếng rồi bỏ vô cái chén á. Rồi mình bỏ thêm miếng đường cho khỏi bị mặn. Hả chị ha? Rồi mình ăn cơm thôi. Ăn ngon lắm. Phải nấu luôn. Dạ không có nấu, cái này không có nấu, nó như là mắm nêm rồi vậy, hiểu không? Mắm nêm chị biết. Mà cái này là hũ chao. Hũ chao. Dạ. Múc ăn ngon lắm. Tặng cho chị là một lon sữa. Trời ơi, trên này mà không biết đủ chao luôn cả nhà mình. Một bịch đường cát. Một lóc cá hộp. Đó, chị thấy đã chưa? Có bao giờ ăn cái này chưa? Chưa. Chưa ăn luôn hả? Biết cách khui không? Chắc là không biết rồi. Để em chỉ cho nha. Đúng rồi. Ở đây là một cái chốt để mình khui nắp hộp ha. Mình dùng cái ngón tay mình nảy nó lên, nảy cái chốt này lên. Rồi mình nắm cái chốt á, mình kéo lên là mở hộp ra đó. Bên trong là có cá. Hả chị ha? Cá này nó chín sẵn rồi, chị bắt cái nồi lên cho nó nóng á. Mình hâm rồi lại. Chị, dạ đúng rồi, kiểu như mình hâm lại đó, cho con cá nó nóng mình ăn cơm cho nó ngon thôi. Chứ nó chín rồi nha. Tặng cho chị một chai dầu ăn. Hai chai dầu ăn luôn. Đó. Chị thấy đã chưa? Đã, nhiều lắm. À còn bịch trà nữa chị ơi. Rồi. Ở đây là hai chai dầu gió với lại hai chai dầu nóng. Dầu gió là để mình bôi cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, sổ mũi gì đó mình bôi được. Hả chị ha? Còn hai chai dầu nóng á là mình xoa bóp, bóp tay bóp chân. Cái chỗ nào đau nhức mỏi á thì mình bóp. Còn mình không biết bóp á thì mình đi vòng vòng xung quanh đây á, mình nhờ ông nào ông bóp giùm cho. Phải phải. Nghe nói ông nào bóp bóp là phái phái à. Nè, đi lên chín nè cha chịu. Tặng cho chị là sao bông gội đầu hả chị ha? Sao bông nè. Đó. Bông gội đầu. Để mình gội đầu cho tóc đẹp. À, tóc bạc rồi. Dạ. Đây, tóc xà bông. Xà bông. Xà bông á, xà bông á. Xà bông á. Đúng không trai? Ở đồng bào mình kêu xà bông đúng không? Một chai nước rửa chén. Xà bông. Cái này chắc đồ đó có được. Rồi. Cái này là cục xà bông tắm nha chị nha. Ừ. Hả chị ha? Mình bôi trên người mình á. Rồi mình thoa. Mình tắm cho sạch sẽ. Khỏi bị ghẻ. Ok không? Rồi tặng một cái bàn chải đánh răng. Chà chân đúng rồi, chà chân, chà đồ chứ không phải đánh răng nha. Đúng rồi. Chà chân. Chà đồ. Chà đồ.
Ôi ơi, biết ông, ông có hai dòng máu luôn ha, một dòng máu là người đồng bào, một dòng máu là người Kinh. Mà ông nói tiếng đồng bào dữ, ông nói chét 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 như như két luôn trời. Đây, tặng miếng rửa chén nữa ha. Còn này để làm gì con trai? Chỉ cho mẹ luôn đi. Cái đó để làm gì? Ta xe cho rửa chén. Rửa chén đi ba. À đúng rồi, rửa chén. Tội quá cả nhà. Bị tật đôi mắt. Đó, em có mua cho hai mẹ con là một ký thịt heo nè, đó. Chiều nấu thịt heo cho con trai ăn nha. Còn nhiêu thì mình đem mình phơi đi. Hả chị ha? Phơi là chiên, hoặc nấu canh gì đó, tùy ý. Hầm là xong. Khô. Lại con trai ngồi xích vô con trai. Đó, tặng bầu với lại cải bắp thảo vậy đó, để nấu canh ha. À, ta gọi là cái này dọn xích đi. Ở trên này chị có thích trồng bầu trồng mướp không? Thích đấy. Thích hả? Nhưng mà trong tiếng núi. À, bây giờ em xin các cô bên nhóm thiện nghị Úc Châu khách hàng lò bánh mì Ba Gồ Sydney ở bên Úc dành tặng cho chị hạt giống bầu dưới mướp để mình trồng, mình cải thiện, mình có miếng ăn hàng ngày nha. Dạ, chịu khó nha chị nha. Trồng ở trên núi. Dạ đúng rồi, trong đây rất là nhiều hột. Mình trồng ít hột thôi, còn bao nhiêu dư thì mình cuốn lại mình cất. Chị nhớ chưa? Nhớ. Dạ. Hột dưa nè. Rồi có một cô giấu tên ở bên Mỹ dành tặng cho chị một hũ dầu cầu là, nó tương tự như là dầu xanh, dầu gió gì đó. Dầu này rất là thơm, rất là hay. Dạ. Mình đau nhất mình bôi cũng được nữa. Mình bôi đầu được không? Dạ được. Ôi chân đi nữa. Đó. Và tiếp theo đây là cá khô. Cô chú anh chị mà thường quân hỗ trợ và dành tặng cho gia đình chị ha. Dạ, đây là cá khô cơm biển, rất là ngon. Cá khô cơm biển. Dạ, ở trên này chị thích ăn cá khô không? Ăn miết thôi. Ăn miết hả? Dạ, mà ở dưới mình thường thường là mình mua cá khô gì mình ăn? Cá khô cá nục á. Cá nục hả, ngon không? Hay ăn mặn? Cho như nhau. Mặn không? Mặn chứ. Mặn lắm hả, cá khô này không có mặn, không cát, rất là ngon. Cá cơm biển luôn. Cả nhà mình ơi, bắp có bán cá khô cả nhà mình. Cả nhà mình yêu thương bắp, mua cá khô ủng hộ giúp bắp nha cả nhà mình. Bắp xin chân thành cúi đầu cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Số điện thoại để liên hệ mua cá khô ủng hộ bắp á, bắp có ghim ở trên màn hình đó. Cả nhà mình yêu thương mua ủng hộ bắp nha cả nhà mình. Có bà Sáu bán cơm ở Long Hải bên Mỹ dành tặng cho chị là 1 kg để dành ăn. Đó, một bịch 1 kg. Chị thấy đã chưa? Đã nhiều lắm. Và chị Phương ở Úc dành tặng cho chị 1 kg nữa là 2 kg luôn. Đó, chị ơi, chị ăn cá khô không hết á, là tầm 2-3 bữa á, chị bỏ ra cái rổ chị phơi nắng cho con cá nó khô đi, nó khỏi bị móc nha, bị hư uổng nha. Nha chị nha. Chị Phương ở Úc dành tặng cho chị 1 kg nữa là 3 kg luôn. Đó, để hai mẹ con chị dành ăn ha. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ dành tặng cho chị 1 kg nữa là 4 kg luôn. 4 kg đây. Nhiều quá mình ăn không hết, mình có thể là mình san sẻ tình yêu thương với lại các cô chú ở hàng xóm xung quanh ở gần mình đó chị ạ. Biết chưa? Dạ. Mình san sẻ mỗi người một ít. Ăn vui cháu, nha chị nha. Cô cháu, bà già, cô đây nhiều. Dạ. Con cháu cũng nhiều. Cô Nguyễn Thanh Hiền ở quận 12 tặng cho chị 1 kg nữa. Là mấy kg ta? 5. 5 kg hả? Dạ. Chị ơi, cá nhiều quá thì chị cũng bỏ một chút tình thương mình san sẻ cho những bà con xung quanh hoặc là người thân của mình nha. Để mình ăn cho vui ha chị ha. Biết rồi. Dạ. Biết rồi. Tình thương mến thương nha. Dạ, hết quà rồi, hôm nay chị thấy quà nhiều không? Nhiều lắm chứ. Nhiều lắm hả? Nhiều bất ngờ rồi. Không? Bất ngờ chứ. Trước giờ có ai tặng mình nhiều vậy chưa? Chưa, mới lần đầu. Lần đầu hả? Vui chị đẹp mẹ. Ủa đó. Thường quá cả nhà. Vui chị đẹp. Thì sao vậy? Chưa hết sự bất ngờ đâu. Còn bất ngờ tiếp theo nữa nè. Là em xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ và dành tặng cho chị một số tiền rất là lớn. Dạ, để chị có tiền mà chị nuôi con của mình ha.
chị có thể là chích ra một ít mình mua con gà, con heo gì đó mình về mình nuôi. Hả chị ha? Để cái cuộc sống mình nó phát triển hơn một chút xíu. Hả chị ha? Chị nhớ lời em dặn nha. Chứ chị cầm cái số tiền đó rồi hàng ngày chị cứ ăn rồi lần lần nó cũng sẽ mòn, nó cũng sẽ hết thôi. Chị cuối cùng mình sẽ khổ lại như lúc ban đầu. Hả chị ha? Trở về con số 0. Nha chị nha, cố gắng mình mua con vật nuôi về mình nuôi ha chị ha. Biết rồi. Dạ. Biết mà có nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ nha. Nhưng mà làm chuồng gà làm lúc được đâu. Làm giống như chị làm đó, chuồng gà chị làm đó, thấy không? Em dạ. Miễn sao mình cho nó một cái nơi ở an toàn là được. Dạ. Cho kia nè. Không ấy mình dừng cái nhà này cho nó ở cũng được. Ồ, chị thấy cái chị ơi nè. Chắc lên mình ngủ mình ra gà. Mình ra ngồi kia mắt giống mình ngủ luôn. Ấy. Mình chơi lớn vậy luôn chứ. Hy sinh vì cuộc sống của mình. Thôi em nói chơi nha. Trước khi em gửi cái món quà yêu thương này thì em xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Những cô chú mà đã yêu thương giúp đỡ chị, cho chị biết cái tên của cô chú nha. Dạ. Là bậc bạn hậu vệ ông Phạm. Ủa, mình ạ gì đó. Cô xin đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô Liên Phạm ở Mỹ, chị Kim Liên ở Mỹ, Phật tử chùa Việt Nam ở bên Mỹ, bà Ôn Trần ở Mỹ, anh Lộc chị Ánh ở Mỹ, cô Lan ở Đức, bác Tư Hồ Hải ở Mỹ, cô chị giấu tên ở Mỹ, cô Châu ở Sydney bên Úc, cô Mai ở Ga Lành bên Mỹ, chú Đoàn cô Dung cô Thanh ở Mỹ, cô chú Thanh Huê ở Mỹ, chị Lệ Trang ở Mỹ, anh chị Tiên Tiến ở Mỹ, bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc, vợ chồng chú Hạnh Đoàn ở Mỹ, bác Tư Tâm ở Mỹ, cô viết tắt M Nguyễn ở USA, cô Hoa Nguyễn ở USA, chú Nguyễn Tuấn Kiệt ở Úc, cô Hương Ngô, cô Kính Nguyễn ở Mỹ, anh chị Minh Mai ở Boston bên Mỹ, cô Tuyết ở Bình Dương, chú Vũ Như Xuyên ở quận 3, chú Tài ở Canada, dì Di Nguyễn ở Mỹ, cô Tư ở Sydney bên Úc, cô giấu tên ở Mỹ châu Âu, cô Ngọc Hiệp ở Đan Mạch, cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ, cô Nguyễn Thị Mười ở Pháp, chị Linh ở Washington bên Mỹ, chị Phạm Vinh Hoa ở Mỹ. Em xin thưa lại cái quỹ của chị Phạm Vinh Hoa đã hết rồi thưa chị. Anh chị Cường Trâm ở Mỹ, cô Hai quận 4, chị Dung Béo sữa đậu nành ở Đà Lạt, bác Vinh ở Mỹ, bác Ninh ở Mỹ, một người là bác Vinh, một người là bác Ninh khác nhau nha cả nhà mình, bác Lý Hiệp ở Trà Vinh, cô Thuận quận 2, chú Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, chú Danh Cô Tiến ở Đức, chú Phan Đông Khánh ở Mỹ, bác Ngọc Đắc bác ở Úc, Lâm. Cô Mai Thủy ở Tiền Giang, cô Yến ở Mỹ, cô Đào ở Cali bên Mỹ, dì Bình ở Úc, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ, thầy giáo Sang ở Cái Bè, cô Hai quận 8, cô An ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Khói chị Lan ở Úc, chú Tiến Nguyễn ở Mỹ, gia đình bác Thái ở Na Uy, cô Hương Nguyễn ở Mỹ, anh Dũng chị Thu ở Mỹ, dì Kha Ra Trần ở Mỹ, chị Lan Phương ở Úc, chị bé nhỏ ở Hà Lan, cậu ba xe ôm, gia đình bác Khu Thị Giỏi ở Úc, các chị bên nhóm Huawei, ông Long ở Sài Gòn, chị Vân ở Mỹ, anh chị Chí Minh Phan ở Mỹ, anh Bảy ở Nha Trang, cô Trúc Định ở Úc Châu, chú Đoàn Thị Hiếu ở Texas bên Mỹ, chú giấu tên ở Hà Lan, chị Helen Nguyễn ở Mỹ, chú Điện Cô Tâm ở Mỹ, chị Kiếu ở Thụy Điển, anh chị Tân Huyền ở Southampton bên Mỹ, người đồng hương bà Ly ở Mỹ, cô Mai Thanh ở quận 12, anh Han Dong Seo ở Hàn Quốc, anh Nguyễn Cảnh ở Cần Thơ, chị Hồng Nhung ở Gò Vấp, cô Ba ở Mỹ, cô Mai Trần ở Mỹ, chị Phương ở Đồng Nai.
tổng số tiền Mạnh Thường Quân trao tặng cho chị là 8.400.000 đồng. Bà mua tất cả những số quà kia hết 1.470.000. Lấy 8.400.000 trừ cho 1.470.000, số tiền còn lại em gửi cho chị là 6.930.000. Dạ, hôm nay chị thấy bất ngờ không? Chị bất ngờ quá. Dạ. Chị cũng xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Chị rất vui. Dễ thương quá. Lần đầu thì thêm là tặng về. Dạ, lần đầu được nhiều vậy hả? Ừ. Cả cuộc đời này chưa bao giờ đúng không? Chưa thêm một lần nào. Dạ. Lần đầu. Đến bây giờ mới được đúng không? Ừ. Rồi, thương quá. Thôi chị dành dụm cái số tiền này, giữ cái số tiền này nuôi con của mình nha. Dạ. Bây giờ em gửi tiền cho chị luôn nha. Dạ. Chị ơi, chị biết tờ này bao nhiêu không? Để mẹ mặc lấy. Ừ? Biết 5 tam. 5 tam hả? 5 1 triệu nè, đúng không? 1 triệu. 1 triệu rưỡi nè. 2 triệu nè. 2 triệu. 2 triệu rưỡi nè. 3 triệu nè. 3 triệu rưỡi nè. 4 triệu nè. 4 triệu rưỡi nè. 5 triệu nè. 5 triệu rưỡi nè. 6 triệu nè. 6 triệu rưỡi nè. Tờ này nhiêu chị? 200. Dạ đúng rồi. 6 triệu 7 nè. Là 6 triệu 9. Đúng không? 6 triệu 9. 30 ngàn nữa. Rồi 30 ngàn luôn. Đủ số tiền của tất cả bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân dành tặng cho chị là 6.930.000. Hôm nay chị có cảm xúc như nào? Cảm xúc rất là vui nè. Dạ, cảm xúc là quá cảm xúc luôn đúng không? Ừ. Dạ, rồi chị có gửi gắm đôi lời cảm ơn gì đến tất cả bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương chị như vậy không? Có. Cho cô chú vui không? Có. Rồi chị nói sao nè? Chị nói nè, chị rất cảm ơn nè. Rất vui nè, rất mừng nữa, người ta cho tiền cho chị ăn, cho chị uống, người ta giúp đỡ mình nghèo, mình cực khổ. Dạ. Làm gì cũng biết làm cái gì á, cực dạ. khổ đó, đâu có việc làm. Dạ. Có bao giờ mà chị cầm được số tiền lớn như thế này chưa? Chưa. Từ trước giờ á? Chưa. Chưa bao giờ hả? Số chưa. Tiền lớn nhất mà chị cầm trong tay, chị bỏ trong túi là bao nhiêu? Chị không có tiền bỏ trong túi, bỏ cái gì hết á. Để có tiền gửi ngân hàng không? Có. Có tiền gửi ngân hàng luôn? Không có, ý là tiền mình vay tiền dây ngân hàng đó, tiền dây ngân hàng chứ không phải là gửi ngân hàng. Hàng tháng. Dạ. Ý em hỏi là số tiền lớn nhất chị cầm trên tay là bao nhiêu từ trước tới giờ? Cả cuộc đời của chị luôn, từ nhỏ đến giờ luôn á. Từ nhỏ đến lần mới lần đầu cầm tiền. Dạ. Là cuối cùng chị cũng hiểu em nói gì luôn. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu, đúng không? Thôi chọc chị chơi á. Dạ. Thôi cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng chúc cho hai mẹ con của chị bình an, nhiều sức khỏe cho chị nha. Dạ, bây giờ em cũng xin phép em về luôn. Em cũng chúc cho hai mẹ con của chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn ở trên cái khu vực rừng núi này nha chị nha. Dạ. Một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt gia đình chị khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay, mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Em bye bye chị, em về. Bye bye.